Ví dụ hôm nay mình đi kho cá với bà rọi ăn hồi có thêm đậu hũ chiên vô nữa. Chiên không có đây hộp. Ok, mình cá kho thịt ba rọi và đậu hũ chiên. Cá này là thịt ba rọi. Cái dĩ này á, là nó bán 6 đồng xăm 7 sen nè. Nó bán 3 đồng 49 thào. Bây giờ cho quý vị biết cái thịt ba rọi nào còn mắc hơn thịt nào. Không biết sao nó mắc mấy năm, khoảng từ 2 năm gần đây nó lại mắc nó lên. Là hồi trước có bà nói sao rồi. Mà chắc là tại vì bà con ai cũng làm cooking show như vậy thịt ba rọi cho nên giờ nó mắc quá, cũng giống như nước mắm ba cua cũng vậy, bây giờ không mắc, hồi trước cũng rẻ mà giờ không mắc, nó lên tới gần 5 đồng một chai luôn. Hồi trước có hình như có 2 đồng mấy, 2 đồng thường thường trước mua 2 đồng 99 3 khoảng 2 năm năm mấy nay vẫn mua 2 đồng 99 thì phải, rồi sau này nó lên 3 đồng rưỡi hoặc 4, 3 đồng 99 mà họ không thấy, hình như là 4 đồng mấy rồi. Còn thịt ba rọi hả, chắc là mình cũng ăn, Tàu cũng ăn, Mỹ nó cũng ăn, người Mỹ nó cũng ăn, Mỹ lâu năm đây á cũng ăn, cho nên rồi ai cũng làm, nào là thịt nướng dùng thịt ba rọi đồ nữa, chắc có lẽ là vậy là mắc. Giờ thịt nạc hình như có 1 đồng, có nhiều lúc có 1 đồng mấy bao à, đồng mấy xe có 1 đồng mấy à, cao lắm là 2 đồng mấy, mà thịt ba rọi mắc hơn nó. Đây là cá đây cá gì đây, cá giống cá gì đó, cá bông lau. Tại cái này mình không có tự mua cho nên nó bị ngập ngừng. Đây là cái bông lau. Thôi nói sơ cho quý vị biết là mình làm cách của mình đó. Giờ mình rửa này hết để ráo các ba rọi ra đoạn khúc khúc vậy, xong thắng nước màu trộn vô ớt ớt để một hồi cho đường ở trong nước mắm đường với vô ớt để đó, củ hành tiêu để đó một hồi, xong rồi mình mới bắt lên kho con hồi sôi dày dạo ướp bọt, rồi hồi mới cho tàu hũ chiên vô kho, khi mà nó gần nó thấm vô tàu hũ trên mình cũng có thể ăn được rồi. Ok, bắt đầu làm nha quý vị. Đây là mình pha nước, cái bỏ miếng muối với miếng giấm vô cái nước âm ấm á, mình rửa sơ thịt với cái miếng cá qua rồi bỏ vô đây rửa lại một lần nữa cho nó có dơ có hôi gì nó hết. Nếu mà quý vị muốn rửa riêng cá riêng thịt riêng cũng được, nhưng thấy không có gì thôi bỏ chung vào rửa luôn, tại vì đã rửa qua nước lạnh rồi, bây giờ rửa lại nước giấm với muối nước ấm để cho nó không có, nó không có hôi dơ gì nó ra. Ok, quý vị mình làm nước màu xong rồi.
sơ. Cho nước màu vô. Đường muối nước mắm xong lại bây giờ tiếng đồng hồ sao sau khi mình để cho nó thấm khoảng tiếng, nếu mà có thời gian thì để 2 tiếng cho nó thấm hơn, nhưng mà thôi hôm nay ăn gấp là ăn cho nên để 1 tiếng đồng hồ thôi. Đó, đây là sau 1 tiếng thịt nó cứ cá nó cũng đổi màu, màu đỏ đậm hơn, thịt cũng đổi đỏ đậm lên,
Nó tại nó có nước mắm, nước màu, nước mắm vô. Bây giờ mình bắt lên kho cho nó săn lại. Rồi mình phải xóc cho nó đều, không lấy đũa thì cầm nguyên cái nồi xóc. Ok, bây giờ nó săn đều rồi, bây giờ mình cho nước dừa vô. Nước dừa mà nấu loại nước có nước dừa xiêm mà tự nguyên trái thì cũng được, còn không có thì mua cái nước dừa nó gọi là dân coconut đó. À, hay là coconut juice đó, cho vô, còn nếu mà quý vị không có cho nước lạnh vô cũng được. Không có nước dừa đó thì cho nước lạnh vô. Mà cho nó vô sắp sắp như này cũng được. Này nó đổ để khui một lần nữa, khui một lần. Cho nó cao hơn cái thịt để cho nó không có, nó chín, nó nấu nó bỏ nước mắm nãy bây giờ nếm, nếu mà nếm nó lạc thì mình cho thêm nước mắm, còn còn ai thích ăn vậy thì để vậy. Cái này mình hơi lạc, mình cho nó thêm mấy nước mắm cho nên cái cách này thì mình không sợ mỗi loại nước mắm khác nhau, tại mỗi lần mắm khác nhau, vị nó khác nhau thì mình đạm vậy thì mình không có bị quá mặn. Ok, mình kho thêm chút. Ok, cho tàu hũ vô luôn. Lẽ là thường thường ta kho cá với thịt vào rồi, bây giờ mình thích ăn tàu hũ chiên nữa thì cho nó vô luôn. Ok, bây giờ nó ready rồi. Ok, bây giờ nó ready ăn, nó ăn được rồi.
còn muốn kho thêm nữa thì mình cứ kho, nhưng mà cái này ăn chút được rồi. Mời hâm lại một lần nữa và nó thấm nhiều. Ok, cái này hơi ít nước. Đây, cuối cùng đây, cái nồi thịt kho xong đây. Bà rồi kho như kẻ với tàu hũ.